đây. Hình như là thấy bữa đứng ở bên Suối Tiên đúng không? Đứng ở bên Suối Tiên đúng không? Đừng có tào lao. Sao anh qua đây? Đang đứng bên đó cho người ta chụp hình. Nghe nói là bắt công chúa của tôi hả? Bắt công chúa? Đúng vậy. Thả công chúa ra. Công chúa đây. Công chúa đâu? Đây. Đừng có xạo. Cô nàng công chúa đứng làm cảnh để cho khách tham quan chụp hình với ta. Thả ra. Ở đâu ra tự nhiên chui vô cái hang người ta rồi kêu thả công chúa? Kìa, công chúa của ta kìa. Đó là công chúa của ngươi. Đúng vậy, ta nhìn cặp giò đó là ta biết đó là công chúa rồi. Ủa, cái tai hả? Mới có mấy tiếng. Nhà ngươi bắt công chúa của ta đi giác lúa hay sao mà con chuột bự dữ vậy? Ta mời công chúa ra cho ngươi coi nha. Mời ra đây. Mời công chúa. Sao nhà ngươi lại bắt nhốt ta hả? Công chúa đâu? Công chúa gì? Đó, đòi công chúa, có công chúa nè. Anh đi cứu người hả? Anh ơi, cứu em với. Không, anh đi cứu công chúa. Không, cứu em với. Quang tử đi đâu vậy? Không, anh đi cứu công chúa. Có bắt ta mà, ta sợ lắm rồi. Đừng bỏ tiếp mà quang tử. Ôi, ta lần này đi. Không được, ở trong đây chỉ có một mình người mới chịu phục vụ cho ta thôi. Không, mệt lắm rồi. Dừng tay lại. Cứu tôi với. Ở đâu ra nữa? Dạ không ạ. Ủa đây là gì? Thật vụng về, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mời chiến lược ở đây hả? Tôi xin hỏi một chút xíu ạ. Ý tưởng từ đâu? Từ Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi nói cho Giang nghe, khi mà thoại thì không có chữ chú Hai ơi. Lúc đầu là ta và nàng. Chứ không phải là chú Hai. Chú Hai đi đâu vậy chú Hai? Cái đó lộn qua kịch ở dưới Bạc Liêu rồi. Đúng rồi. Và ngày hôm nay xin giới thiệu ra nữa những gương mặt thân quen của chương trình. Thúy Ngân. Đẹp quá à. Ôi đẹp quá, hôm nay Ngân sáng là sao? Sáng cái mặt tươi thì tươi luôn á. Đạo diễn một cái nét vụng về ngày xưa mới bước vào nghề coi. Ủa cái đó đâu phải vụng về. Cái đó là va vấp. Cái đó là va vấp. Va vấp. Giờ em diễn cái cảnh là em cầm cái kiếm, em tới em tranh Trương Thế Vinh với lại Lan Ngọc. Em sẽ là người dùng kiếm chém chết chị em. Trời gì vậy? Cái chủ đề gì mà sao khó có cái vậy cảnh gì mà tàn sát chị em vậy? Tất cả là vì tình yêu thôi. Hãy diễn nét vụng về đi. Chị Ngọc. Vâng. Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Chị biết là anh Vinh có tình cảm với em mà. Nếu như chị không trả anh Vinh cho em thì tình chị em mình sẽ cắt đứt từ đây. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi. Thật là vụng về. Rất là vụng về. Tại sao em lại làm như vậy? Thôi được rồi, đừng vụng về nữa. Bụng mẹ họ tới tôi bây giờ. Thưa quý vị, một đứa em nữa, Lâm Vĩ Dạ, xin mời. Xin mời ra đây một nhan sắc mỹ miều, sẽ đánh liều làm đổ những nhan sắc mỹ miều còn lại. Xin giới thiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Trần Tiểu Vy. Gần qua hậu đi. Ủa? Em đi kỳ vậy? Hai bộ đồ này giống nhau luôn nè anh. Hai chị em sinh đôi. Đây giọt nước mưa, còn đây giọt nước mắm. Nó chỉ là sự trùng hợp thôi à. Giống nhau như hai giọt cố nước. Ý mặc đồ giống hoa hậu đâu mọi người. Dạ lúc nãy là Ngọc đưa bộ đồ này cho em đúng không dạ? Dạ đúng, Ngọc còn nói em phải phối với giày màu đen mới hợp à. Trong thì khi em ra đây, lại là Ngọc. Em ra đây em thấy đâu có ai mang màu đen đâu ạ. Lại là Ninh Dương Lan Ngọc. Em cảm thấy như em, vậy đó, thì em chị lại dạ. Về đó em lại nhưng giải thích mà như vậy về. Thì chị dạ mới đặc biệt à. Đây là lần thứ bao nhiêu con tham gia chương trình này? Dạ con lần thứ đầu tiên. Lần thứ đầu tiên con. Dạ con tham gia lần thứ đầu tiên. Đúng rồi. Hôm nay mấy cô mấy dì trên sân khấu rất vui vẻ chào đón con đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Mấy cô mấy dì
Thôi được rồi. Bình tĩnh. Chị Ngọc, chị Dạ, chị Dơ. Thôi đừng phụng về nữa. Thưa quý vị, anh chị em của Bảy Nụ Cười Xuân xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành. Xin quý vị hãy nhớ, đây là chương trình Bảy Nụ Cười Xuân và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Đây là lần đầu tiên của cháu nó đến với chương trình. Trước đây con đã từng tham gia một chương trình nào mà nó tương tự như thế này, vừa đóng kịch rồi vừa chơi rồi vừa tâm sự như này không? Dạ chưa. Con có tự tin là hôm nay con diễn kịch được với mọi người đây không? Con cũng không biết, nhưng mà chắc là nhờ các cô chú ở đây. Cô chú. Đúng rồi. Đừng nói vậy. Hết sức lễ phép. À, thật ra thì ở đây có mình chú á, là tại vì biết con lâu rồi, tuổi cũng tầm bố mẹ con thì kêu bằng chú được. Còn đây là cứ kêu gì Dạ thím. Cô Ngọc. À cô Ngọc hả? Với lại bà chị Ngân nè. Chị Ngân con ở dưới cái bè nè. Cái bè gì? Em ở Cái Lậy nhắc sai. Cái Lậy, chị Ngân Cái Lậy. Còn bên kia là chú Vinh Đà Nẵng. À nó ra bên này là chú Lực Bình Hưng. Tự nhiên cái mời con nít tới chơi chi gì thấy vàng ăn ngược. Trời ơi đâu có vàng nhiều đâu. Ba mẹ của Tiểu Vi là gần bằng tuổi tụi mình rồi. Con đã từng coi được một vài đoạn nào trong chương trình Bảy Nụ Cười Xuân chưa? Dạ có rồi. Bảy Nụ Cười Xuân rồi. Nói chung là game vui là con coi. Tức là con cũng thích sự hài hước. Dạ. Hôm nay con được tham gia chương trình này. Con đã từng coi rồi thì con thấy mấy cô mấy thím sao? Trời ơi, ổ sao thím luôn rồi anh. Vui à. Con thấy ở đây với cô nào đẹp nhất? Con. Trời ơi. Trả lời ai thôi, con trả lời con đẹp nhất. Con kỳ quá, hoa hậu đẹp là chuyện bình thường. Hỏi mấy cô đây thôi nè. Chị tạo dáng cho bé coi, hôm nay bộ đồ chị giống. Đây, bây giờ con thấy cô Dạ làm sao? Về nhan sắc. Thấy con sao con, nói đi con. Hồi nãy chị hỏi em tạo dáng sao, bây giờ em chỉ gì tạo dáng. Rồi con chỉ đi. Con hết dáng hả? Con để đưa cái dáng gì kỳ á. Cái tướng là tướng dáng Sa Long Bát đó con. Bị đau cổ. Cô giơ chân ra đi. Giơ chân ra. Rồi để nhìn tay vô cổ. Để tay vô cổ. Giơ tay lên. Trời ơi. Em phải nói là chị ấy da nữa. Đây. Ủa con hơi dáng. Nếu như mà tôi chấm điểm á, âm 7 điểm. Con chấm cô tạo dáng thì là 10 điểm, nhưng mà thần thái hả? Thần thái 10 điểm. Wow. Nhưng mà cô không đẹp bằng được điểm tao vậy. Đi qua bên đó đi. Đi đứng đi. Trời không, thần thái 10 điểm mình không đẹp nhưng mà mình đặc biệt. Đó. Cứ nhắn cái chữ không đẹp hoài vậy ta. Thôi nhưng mà bé nói chị đặc biệt. Thấy không? Giống như đôi giày em phối cho chị đó. Đúng vậy, giải đặc biệt chỉ có một giải thôi. Mặc dù không có dịch trúng. Tất cả các người còn lại là giải khuyến khích hết. Vậy đi, đừng cho con bé nói nữa nha. Con bé nói nữa quê lắm á. Rồi, con đã từng thấy ai diễn hài mà đẹp hơn chị Dạ chưa? Ủa sao chú không hỏi chị Ngân hoặc là chị Ngọc mà sao chú hỏi hoài chị Dạ vậy? Sao giờ không thích hỏi chị? Đừng. Không phải, tự nhiên cái hỏi đó chị hoài xong rồi bỏ mặt hai chị này kì. À, wow, ok. Bây giờ không hỏi phụ nữ nữa, hỏi đàn ông được không? Dạ được. Con nói thật lòng, con thấy tướng tả chú Lực sao? Tôi bằng tuổi với ba con, đừng có giỡn. Sao, thấy tướng tả chú Lực sao? Chú Lực bàn hơn. Này, nghe lời chú đập tay chú cái coi, đập tay chú một cái. Đừng đập tay, đập chú mặt tôi nè. Mà con thấy chú Lực sang thiệt hả? Dạ cũng sang. Cái nét nào mà toát lên cái vẻ sang của chú Lực? Từ cái đầu. Trừ cái đầu. Trời ơi không chi. Trừ cái tóc là còn giữ mặt mũi, trừ cái đầu là anh mất mặt luôn rồi đó. Trời ơi. Trừ cái tóc mà. Trừ cái tóc đi. Trừ cái tóc đi đúng không? Hai lần đau. Thêm một lần đau nữa là thêm hai. Thêm một lần đau là hai. Thấy anh Vinh sao? Hợp quá. Chú Vinh chứ không phải anh đâu. À, chú Vinh đúng rồi, chú Vinh. Chú Vinh sao? Dạ, trẻ. Trẻ. Trẻ hơn ai? Tất nhiên phải trẻ hơn chú Lực rồi. Ủa mà chở nó trẻ hơn chú Giang sao mắc cười. Trẻ hơn ai? Chú Lực già sang.
đẹp lão á. Khen quá trời rồi, muốn gì nữa đại ca. Chú Lực không nói trẻ chú Lực mà kêu chú Lực già sao. Chú là thuộc thế hệ 8X, chú Vinh rồi chú Giang cũng bằng bằng chú vậy đó. Mà con dùng cái từ già sang nghe giống như chú là chú của chú Giang luôn á. Ủa vậy thôi chú trung niên sang. Trung niên sang. Kệ đúng rồi, trung niên đúng đổi mà. Trời có gì đâu, hay lắm. Bây giờ mình bắt đầu chia đội ha. Ồ chơi đi chú ơi. Giờ con muốn về đội của ai hay là bốc thăm ngẫu nhiên? Con về đội của ai cũng được. Quay số ngẫu nhiên, số giống nhau thì về với nhau. Dạ vâng ạ. Giấu đi ạ, giấu đi ạ. Giấu đi ạ. Trời ơi ạ. Nếu thương tôi đừng cho tôi chú chung. Có muốn chung với con không chú? Muốn chung với con. Để thường thì chung với cách mời khó thua lắm. Ai cũng được miễn đừng chung với lại Lan Ngọc với Thúy Ngân là chú sẽ thắng. Đây còn ai chưa có ạ? Em. Mời con số xuất hiện. Số 2 ạ. Số 1. Tiểu Vi số 1. Yeah. Làm bây giờ số 1. Tất cả còn lại là số 2. Mời. Yeah. Con đang ở một đội ông chú Giang Manh và bà dì Giang Sảo. Nếu như lần này còn mình thắng là do anh Luật xui. Đúng không? Đây đúng. Là đội trai tài gái sắc. Giống như phụ huynh dắt con đi chơi game show vậy. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Con có hài lòng chưa hay là muốn đổi người? Con hài lòng rồi ạ. Cuối chương trình mà có bị phạt thì đừng trách gì nhau. Cố gắng lên nha chú. Trời ơi, sao tự nhiên có mình chú cố gắng? Trời ơi, nãy mọi người bảo chú là do xui hay gì? Số đầu tiên, chú đứng chung với Thúy Ngân, chú thua. Chú ơi, Trường Thế Minh có muốn đổi qua đội con không ạ? À, sao cũng được con. Tuy là đổi chiến lược đi hả? Không, không có. Thôi anh Luật qua đây đi anh Luật. Không có chú. Lỡ rồi. Thôi luôn tập nữa cho cháu ơi. Đúng không? Không có. Ý là chị dạ thích anh Vinh. Dì dạ thích anh Vinh. Dạ thích anh Vinh luôn, là có coi chương trình. Nhưng mà chú Luật là yếu nhất trong chương trình này nha. Không có sức, là lớn tuổi rồi. Không, con nghĩ là... Có chứ, trời chú là dân thể thao mà con. Đừng có tin thắng đâu. Con mà con có khỏe không? Có tập gym không? Con là thể lực là con được nha. Thể lực là ổn nè. Chương trình ngày hôm nay đặc biệt là những câu hỏi về trí tuệ thôi. Trời ơi, cái đó là sở đoản của chú và dì dạ con. Đội con chắc là ổn chú. Ổn đúng không? Dạ. Thưa quý vị, vòng đầu tiên xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị thân mến, đây là vòng đầu tiên của 7 nụ cười. Hey. Đây là trò chơi vượt chướng ngại vật trồng cũ. À, với trò này thì Lan Ngọc rất là rành. Tại sao? Mỗi lần nhảy hay có cái nhịp ngừng lại đó. Em toàn bị rớt khúc giữa. Không sao, cái này rất thấp, rất dễ. Đây, hai đội chơi cùng một lúc và chúng ta sẽ chơi tiếp sức. Người đầu tiên xoay. Dòi dòi quy định 10 dòng và quy định là phải nhanh. Sau đó vừa 10 dòng xong chúng ta về đây tìm củ. Đội màu cam tìm củ cà rốt, đội màu xanh tìm củ cải. Sau đó chúng ta phi qua vượt chướng ngại vật về đích đến cuối cùng. Cắm cái củ vào đó trồng cho nó lên cây ở hai cái vườn xanh xanh chúng ta chuẩn bị sẵn. Đi sao về vậy. Sau khi về xong thì đập tay với đồng đội của mình và đồng đội của mình tiếp tục thực hiện như vậy. Chúng ta sẽ chơi 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Đội nào trồng nhiều củ hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Wow, cái này bên đội kia có 2 người tiền đình. Với thể lực hiện tại của U40 bên này, hai đứa tôi cộng lại cũng gần 80 tuổi rồi. Mà xây 10 vòng, đề nghị ban tổ chức miễn giảm học phí cho hai đứa tôi được không? Không, phải là quy định. Người ta sao mình vậy thôi. 10 vòng mà quy định là phải quay nhanh nha. Anh đừng có lo, mình còn có con gái của mình mà. Được. 2 phút cho hiệp đầu tiên. Chuẩn bị. Ê, được, cuối thấp xuống. Tôi giống như Lan Ngọc. Trời ơi, không được. Có quyền công chân. Ủa, mình là trái gì quên rồi. Trái củ cải. 3, 2, 1, quay. Đếm đi ạ. 1, 2, 3, 2, 4. Tôi muốn năm rồi đó. 5, 6, 7, 8. Mới 7 thôi. Rồi, đi đi chị Ngọc. Rồi lột củ cải. Củ cải nha. Củ cải. Đúng rồi, cà rốt đi rồi. Nhảy đi. Đúng rồi, hay quá Ngọc ơi. Hay quá Lộc ơi. Hay quá. Cắm. Rồi rồi, giờ chạy vô. Quay. Rồi quay. Quay.
10, 9, 8, 7, 9, 10, 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
sai chuyện của Hậu anh chết. Nhanh ơi, trời ơi, rồi xong rồi. Bà dì bên tôi, hai mọi người ơi, có thể cưng được không? Bà dì bên tôi ăn bỏ cũng rồi. Trời ơi, đây Ngân ơi. Bà dì bên tôi áo rồi mọi người ơi. Trời ơi trời, bà dì bên tôi đuối lắm rồi. Yeah, đây bên chị. Trời ơi, nó chơi cho thể lực vậy trời. Lên gì? Tôi có làm được không vậy? Sao? Trời ơi, chị Dạ, lẽ gì Dạ ơi. Sao? Cô gái. Cô gái. Lẽ phải còn hai bà. Mời. Dạ. Chết thì Dạ tôi rồi. Chết thì Dạ luôn. Chết thì Dạ luôn. Chóng mặt quá. Ngon rồi, ngon rồi. Mới cắm lên mới được nha. Ủa đâu rồi? Chúng ta lên cắm lại. Vô vô nhảy nhảy. Thôi anh nhìn. Đó. Chú đếm không ơi. 1 2. Anh nhìn nhảy 3, nhanh thiệt chứ. 4 5 6 7 8 9 10. 1. Ây da, hát nút quá. Đó đó. Từ từ. Em ra tay nha, lực chết rồi. Ôi lực, không bắt kịp lực, em sắp quá lực. Rồi, hãy luôn hắn, quay ngược lại thôi. Quay ngược lại. Đúng rồi. 1, chạm với 1 thôi nha. 1 2 Cố lên. Lắc kêu. Đây đây ạ. Nó chết luôn rồi. Đồng đội bên tôi một đứa giặt túi rồi, ban tổ chức ơi. Em đánh lại cho anh lực được không ạ? Anh lực. Không được rồi kìa, Dạ ơi ráng Dạ. Vô mò đi Dạ, mò đại đi Dạ, kệ Dạ. Mò đi. 10 2 9 4 Bỏ đi Ngọc ơi. 8 5 7 7 6 5 4 3 1 Hết giờ. Hay quá Ngọc ơi. Sao tự nhiên cô qua bên nào là chơi thể lực bên đó vậy? Bây giờ chúng ta chưa đếm vội. Còn lượt tiếp theo chúng ta xong đếm luôn một lần. Lượt nữa đừng có cho quay được không? Chứ Dạ vừa móc mà cà rốt mà vừa ói vô luôn rồi. Cho Dạ 5 vòng được không? Tại vì mặt Dạ xanh quá. Hồi nãy lượt đầu tiên Dạ vừa mò là Dạ úp cái mặt vô trong đó. Dạ 5 vòng. Mọi người cứ 10 vòng đi, nhưng mà cho okay, tại vì okay. Chị Dạ cũng lớn tuổi rồi, bốn mấy rồi. Bây giờ vậy, nếu Dạ 5 vòng thì hai người còn lại phải là gánh. Vậy thôi, cho Dạ 10 vòng đi, cho Dạ 10 vòng đi. Chứ bạn bè mà ai gánh cho nhau vậy? Ủa, tao nhận lượt thì anh chia ra. Anh nè, nãy giờ nói chuyện mà nãy giờ anh có nhìn vô mặt em được không? Nãy giờ anh thấy là 3-4 đứa luôn rồi đó, chứ phải một đứa đâu. Anh là 12, bé Vi là 13. Thì vẫn phải em ơi. Đúng thôi. Rồi, anh gánh được, anh luyến thắng quá. Thôi, thôi, vậy thôi, coi như là đội anh hả, xin thua đi. Đúng, không. Không. Chơi tiếp ạ. Vì bé Vi mình không thua được. Lâu lâu tôi mới tới. Không sao. Còn không thì Dạ 5 vòng, Vi 15 vòng, Luật 10 vòng. Vi là khách mời, để tôi 12, Vi 13.
Cho anh không 13. Tại sao anh không 13? Bên kia là ai? Tôi 13, tại mấy Ngọc nãy chia tầm bậy. Tôi 13, Vi 12. Một hồi có chuyện gì là mấy bạn chịu nha. Có chuyện gì là mấy bạn chịu nha. Đây là Mỹ không? Dạ được. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ đổi vị trí đi, ai đầu tiên? Vi ơi, con đầu tiên đi Vi. Mười mấy ta? Mười hai đúng không? Con quay mười hai. Mười tám, mười chín vòng đi. Mười tám, mười chín vòng đi. Chú với lại gì? Dạ, con quay mỗi người năm vòng thôi. Con 12 vòng thôi. Nhưng rồi. Mà con phải đụng cái tay vô cái nền. Là sao? Là đụng. Cái tay con nè. Nè, con vậy nè. Nè, nè nè. Vậy mới đúng nè nghe. Đâu, cố xuống tay nào. Trời, con cũng bị tiền đình luôn nè. Đúng không? Thấy không, con giấu chú. 3, 2, 1, go. Trời ơi, đội bên này toàn là dân gì. Ba, đội bên này quay nhanh hơn nè. 5 nè. Nhanh hơn mà, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đủ rồi đó. Rồi, đi đi con. Đó, đúng rồi con. Đúng rồi con, trời ơi. Khỏi gấm luôn, để đó, để đi con. Rồi, chạy về. Chạy về, đây chú, đây chú. Đó. Ơi, đổi cho em sụp con. Đâu được không? Dạ. Em đổi thành thục thì giàu lắm không? Sao? Không. Em ói thiệt á. Thôi đã chịu. Thôi thì làm chậm thôi. Thôi làm thiệt chậm thôi. Chết. Thôi, thôi. Đây. Hai. Đúng rồi. Ba. Ba. Đó là củ cà rốt, đó là củ cà rốt. Cái đó củ cà rốt cải. Thẳng quá rồi. 6 7 8 9 10. Đây. Vỗ. 5 giờ nêu đơn giúp nhau lấy lộn của bà rốt. Trồng đội cái gì quay của bà ấu luôn mà lấy lộn của bà rốt. Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Không, đội mình thua mà mình chơi cũng cố gắng. Chơi nãy giờ muốn xỉu luôn á. Mấy kỷ niệm. Mệt quá, chóng mặt quá. Nhưng mà chứng tỏ là tiền đình tôi lên đô lắm á. Lên đô lắm á. Ừ, quay. Anh thấy anh Luật với Dạ chơi á. Con thấy sao? Giống như trò chơi vượt lên chính mình. Mệt.
già neo đơn. Con bị tiền đình luôn. Con bị tiền đình hả? Con không bị tiền đình mà con. Con thấy cái chị già với chú Lộc là con bị tiền đình theo luôn. Vậy là chú với dì lây cho con hả? Tại sao con không kể cái lúc mà chú Huy gần chết mà con đưa lộn cho chú cũng tại sao con không kể là cái lúc chú Huy chú mắc ói gần chết, con đưa cho chú cái gì chú cầm chú chạy cái đó. Chú chạy mà gì con ngồi kế bên dìu chú lên tới đích rồi chú bóc ra nguyên củ cà rốt, củ cải trắng với củ cà rốt mà con không phân biệt được luôn thì y ơi. Đây là củ cà rốt của chiến lược. Không tính điểm. Chúng ta sẽ tính. 1 2 11. Wow, cũng nhiều quá chứ. Hai hiệp chơi được 11 củ. Nhiều hả? Rồi, màu cam. Chú bạo quá. 2. Khoan bạn ơi, bạn để ý kỹ giùm coi có lấy lộn củ cải trắng không bạn? 3. 13. 14. Cũng nhiều quá chứ. 14 trái. 14 củ, không lộn củ nào. À, nếu mình không lộn là mình 12. Là mình thua số 2 rồi. Có một củ của Hoa Hậu đưa đó. Cái gì vậy ta? À, mình cũng dữ dằn lắm. Dữ dội lắm á. Chắc anh Giang anh ăn mất. Anh ăn chặn đúng không? Em ăn không? Em ăn nè. Lên ăn nè. Trời ơi, vậy mà cũng có thể nghĩ ra được luôn á. Không hề có. Thưa quý vị, vòng đầu tiên đội màu cam chiến thắng 1-0. Vậy là mình đã phải là do số. Màu áo đâu, do con người. Dạ ơi, do người nào ạ? Chắc là do anh. Chú hồi nãy chú kêu con chọn màu áo màu xanh là không thua. Không, cái sai của em không phải do chọn màu áo mà. Đúng. Em chọn anh Lực á. Mày chọn anh Lực á. Nãy kêu đổi anh Vinh đi không chị? Chương trình giờ cho đổi, cô đổi không? Con muốn đổi, con đổi đi. Tại vì chú cũng không có thích hai cô kia. Chú muốn chú qua bên đó, chú ghi hai cô đó xuống luôn. Hai cô đó thích chú lắm. Bây giờ đổi chú Vinh qua đây, chú qua bên đó chú ghi một cái cho chết luôn. Đổi bên đó đang thua à? Em đứng bên đây. Dìu chú lên đi con. Không cần dìu, để chú đứng được. Dạ cả. Đó là lâu rồi con à. Sao Vi có muốn đổi đội không? Dạ không ạ. Tại sao không? Đổi tình đi. Cảm là trên hết hả chú? Tình cảm là trên hết, nhưng khi vô hình phạt rồi con không được trách chú nữa lời nha. Thì con cho chú. Con cho chú bị hết luôn hả? Dạ. Thì tình cảm, con tình cảm với chú thì chú cũng phải chịu cho con chứ. Đúng rồi. Như vậy là vòng đầu tiên đội màu cam rất đơn giản, chiến thắng nhẹ nhàng. Đội màu xanh sất bất sân bang, không còn nhục máu. Thế thì ở vòng 2 họ sẽ chiến đấu như thế nào? Bây giờ là vòng 2 của 7 nụ cười xuân. Đây là vòng thứ hai của 7 nụ cười xuân. Đây là trò chơi vô cùng đơn giản. Khi chúng ta chơi, chúng ta sẽ phủ lên tay chúng ta một loại phẩm màu. Thi đấu theo cặp, mỗi cặp sẽ có 2 phút đối kháng với nhau. Người ngồi đây và người ngồi đây, họ sẽ chơi như thế này. Làm sao để chúng ta đánh vào được bờ vai của đối phương để làm cái dấu tay trên đó ghi về một điểm. Còn nếu như đánh làm sao người ta ngã xuống dưới luôn là được 20 điểm. Không cần dùng thể lực. Đúng. Khi họ vậy. Đã ngã rồi thì cứ để thời gian như họ ngồi lên là chơi tiếp. Ngã lần nữa là 20 điểm, là 40 điểm. Đánh ngã là được 20. Còn đánh bất tỉnh luôn là được 60 không bạn? Đánh bất tỉnh thì nuôi con bé đó cả đời. Được. Nhưng mà nhớ nha, cái vai thôi nha. Cái mặt là không tính điểm nha. Cái mặt là bị trừ điểm nha. Vậy anh biết rồi. Bên đội của mình thì em sẽ làm chốt thí đúng không? Sao là chốt thí? Em chơi với Dạ đi. Em chơi chị Dạ hả? Đúng ý rồi. Em tôi cũng là chốt thí sao? Tôi chọn Trường Thế Dịch. Wow. Cái này mà cắm đầu rớt xuống thì cũng căng thẳng nha. Ủa sao anh xúi em chọn Vinh? Anh Vinh đánh mạnh, đánh đẩy cái em té rồi. Đúng rồi. Trời ơi, Vinh vừa chứng kiến cảnh em ói. Em làm lụng để nuôi hai con. Thôi đi, thì ra anh cũng xem tôi là chốt thí. Anh để tôi loại Trương Thế Vinh. Con thích đấu dai. Con đừng đấu với chú với con một đội nha. Con chị Ngọc hay là chị Ngân chú? Đừng hỏi chú, tại vì chú chỉ mới công con thua, con đổ thừa nữa. Chú hèn dễ sợ. Người nào mà em nhắm em ăn. Chọn Trương Thế Vinh đi, chị chọn người khác. Chú chọn Trương Thế Vinh đi, chú.
Rồi rồi con nói chú nghe lời con. Trời chú lớn hơn con mà. Nè Trương Thế Vinh. Em đây. Anh chọn em. Thôi qua anh sợ quá đi. Kiểu sợ sệt mà coi thường luôn á. Hiểu Huy chọn ai? Thôi em chọn chị Ngân tại chị Ngọc nhỏ quá. Ý là cái thứ nhỏ con quá con đẩy cái rớt á hả? Con nghĩ vậy. Wow. Không, bé nói gì cũng phải đẩy á. Bé Huy thở một cái là chị Ngọc lớn rồi. Chưa kịp đẩy. Ngọc, ý em sao? Em có muốn thách đấu với Tiểu Vi không? Dạ thôi. Vậy? Mình phải dùng miêu. Miêu chứ, đội mình thắng vinh quang chứ Ngân. Em không nhớ những tập trước sao? Mình phải thể hiện cho người ta thấy. Tập trước em có thắng đâu mà em biết. Chúng em có thắng đâu mà em biết. Mạnh lần dùng... này chị em mình mới thắng nè. Để cho người ta thấy. Đúng tụi mình, vậy. Tụi mình mạnh là dùng sức, mà yếu là phải dùng miêu. Em là như vậy, không có lao ra như vậy. Tay yếu. Cặp đầu tiên sẽ là ai đây ạ? Em à chị Dạ, em không hỏi quyết định của tôi, em tự quyết luôn. Không được vượt qua cái màu vàng này. Trời, nha. Nói về lật. Đâu, từ. Mình so tay cái dài tới đâu. Rồi, hợp lý rồi, lát mình chơm tới cái vừa này đó. Em dám tố với tôi không? Là sao? Độ dài mà. Dơ dơ luôn. Chúng ta nên nhớ, 2 phút rất là dài. Cứ quẹt tới lui để mất thời gian, đẩy một phát bột cắm đầu là hết phút rồi. Chị đừng Ngọc, em đừng đẩy tội chị ăn gian lắm. Không. 2 phút bắt đầu. 2 phút đã bắt đầu rồi. Bây giờ mình chơi chào. Thì đó, luật sao mình chơi vậy? Đừng. Bé này. Gắn ra có tính điểm không ạ? À? Nó là cái vai mà. Phải đụng vô vai à? Nói Ngọc ơi. Chơi làm gì? Em tới đây. Không được qua mất. Em đừng có hại. Qua mất đâu. Em đừng có vậy. Ê, tại con bé này. Bé này. Lấy một điểm đầu tiên nào. Người ta nói là vô vai. Em có hiểu không? Cái vai là ở đâu? Cái vai là ở đâu? Cái vai là ở đây nè. Như vậy là vừa đụng vai vừa té luôn, 21 điểm. Trời ơi. Em ai kìa. Em chưa nhúng luôn á mọi người. Dạ tới rớt trước mà. Ai rớt trước là bị thôi. Đâu phải dài đâu. Rồi sao tính điểm? Bạn trông suy thế. Nghĩ sao bé? Trời ơi. Lực ơi hài đồng đội rồi. Sao sao con té ngay cái lỗ hổng kia. Như trái chuối luôn rồi chị ơi. Như trái chuối luôn rồi. Lực để xa xa đi cho Lực. Để xa xa đi cho. Để xa xa đi cho bé trường tới. Để xa xa thôi. Ở đây ta có cái bậc thang nè. Mình nhúng lên đây một cái. Chị dắt cái gì vô vậy? Đẹp chưa? Thôi từ từ. Từ từ. Chưa. Đúng rồi, lấy là chơi chứ chưa gì nữa. Đi từ đây tới đây rồi chưa gì nữa. Chuẩn bị thế sẵn sàng đã. Thôi vậy đó, chuẩn bị thế chưa? Bạn đúng. Ơi, người ta... Em nãy giờ đúng mà. Đúng rồi. Lúc nhảy em. Dài, dài, dài. Lại lúc nhảy em. Dài. Yeah.
xạo quá. Mười. Em chú chưa quyết chiến. Lên đi. Tới phút. Tám. Dạ lên đi. Em chưa quyết chiến tới phút cuối cùng. Sáu. Năm. Vô. Bốn. Ba. Vô. Bốn. Ba. Hai. Lên đi. Ôi dạ, được dạ. Lên đi. Lên đi. Lên đi. Ôi dạ, ôi dạ. Hết giờ. Thưa quý vị, quý vị nhìn trận chiến, quý vị cũng hiểu giùm cho chúng tôi một điều là chúng tôi chắc cũng không cần thời gian để đếm bao nhiêu điểm đâu. Một đứa ngồi trên này, một đứa nằm ở dưới không mà điểm gì nữa. Nên Dương Lan Ngọc thắng lượt này, xin chúc mừng. Em tưởng là cộng dồn điểm ba người là chứ. Đâu có, đâu có em, sao em quái cộng dồn quá vậy? Em dồn cái gì ở đây? Rồi, rồi, nằm xuống chị ơi, nằm xuống. Em nhìn đi. Em vui chứ? Vui. Dương Thế Vinh, lên. Dạ. Dạ. Chờ anh đến với em đây. Bắt đầu. Em xuống ơi, đi với con. Không, em đỡ bên này, Vi đỡ bên này. Để người ta, để tự người ta. Sao con đẩy chú té vậy? Đỡ thôi, đỡ thôi. Bây giờ chú nghiêng luôn rồi nè. Để tự người ta. Đụng vô là khó, khó chơi lắm. Come here baby. Ê, sao giống mình đang dân màu cho hổ vậy? Anh lợt à. Tôi tưởng tượng đây là một con sói. Đừng. Không được giận nha. Đúng rồi, buông ra đi. Buông ra đi. Hất một cái là anh đi liền, anh đi bụi liền anh Vinh ơi. Hất gì, đứng đây luôn. Trời, không giờ tới 2 phút thì thôi, làm gì sợ. Ủa chơi gì vậy? Làm gì sợ. Giết đi, gì, tinh hất chứ. Thôi nè, để qua tiền. Trời ơi, sao đúng là tiền cá chứ. Chú dám hơi gì đẩy chân lên giống tôi nãy không? Nắm cái tay luôn, không, nắm cái tay luôn anh Vinh. Nắm cái tay luôn. Hai đứa mình ngồi đây, cùng nhau uống trà, cùng nhau quýnh cờ, ok. Ok. Quá ổn luôn. Ê, ok, sao cái mặt chú ác gì vậy chú em? Ê, không có được chỗ chỗ này nha, chỗ này là không tính điểm cho chú em. Nó qua đi không được. Được, anh sẽ qua. Trời, tôi cảm giác như tôi là một con mồi. Thật là ngon. Tự rớt nè. Dạ, tự rớt nè, dạ. Tới luôn, tới luôn. Không ai được tự rớt cho coi nè. Nó chạy thì hai thằng chết. Tôi sống đủ rồi. Tôi đủ rồi, tôi không còn gì để mất nữa. Không còn gì để mất nữa. Chắc chắn kìa, cái cháu mặt kìa. Anh Thành đi. Tự rớt nè. Ôi anh Luật vậy mà thân bằng dữ dội luôn rồi. Trời, đừng có giỡn. Đó. Nói về những pha xí đắt léo thì xin lỗi à chú em. Dám lắc người giống anh không? Nhịp điệu nhịp theo chân cha. Ôi chơi gì vậy? Làm gì sợ. Nhịp điệu nhịp theo chân cha. Trời, lắc dính mà đỏ hai cái nào. Đó nè. Lắc chảnh rớt rồi, lắc chảnh rớt rồi. Lắc đi. Lắc đi quay rớt. Chưa tới miếng. Có cây ra được không? Rồi lại cái mất. Nó muốn ăn rớt hay sao hả trời? Đó, sao đúng. Anh nhát, anh nhát không quá. Có, nó tôi chuẩn bị nhát sẵn rồi, anh tới Trung Quốc anh. Nhát quá, anh lột quá. Phải mình phải tiến, mình phải khỏe lên. Cố lên, cố lên. Anh phải cố lên chứ. Dịnh rồi, cố lên. Thật đi. Nóng nghe áo ảnh, nóng nghe áo ảnh ạ. Đúng rồi. Lần ra chứ. Đúng rồi. Ê, cố lên Lực, cố lên Lực, bán lên. Chứ anh đứng dậy hoài, chừng nào mới thắng. Trời ơi, ta có chiến thuật người ta. Đó, túi rồi nè, lên nổi không? Làm gì cũng nổi trời. Chú xinh xa nữa. Thôi thắng đó. Quề chú không hợp thắng gì quề. Sao quề nổi? Chú té một cái rồi. Ôi, ổ mồ mồi liền anh Vinh. Trời ơi, quá ổng chưa?
tự quậy cho mệt đó mọi người, tự quậy cho mất sức rồi té thôi à, chứ ai làm gì đâu. Ngồi xa xa lên rồi chú. Lên chú, đưa cho chết nó đưa hoài. Lên rồi, tấn công kìa, trời ơi đó, mạnh mẽ ra chưa. Anh Vinh thấy ảnh một cái ra khỏi phim trường luôn. Căng thẳng quá anh Lực. Chân anh đẻ ơi, trời ơi, đừng lên luôn. Trước. Trời ơi, cẩn thận. Đó, chú anh chưa? Lấy cây chưa? Ai là chú? Anh cho em nói lại đây là chú. Bỏ tay vô luôn chú. Chú xác định hôm nay tôi chết với em. Ủa? Ê, chị sợ anh lộn chết rồi bây giờ. Chết rồi trời. Ghê quá. Sao anh chơi sao vậy? Anh bị gì anh lộn? Vô chú. Trời, bé này nó tiếp hoài luôn á. Gì đâu, lên chú ơi. Máu lửa lên chú ơi. Nãy để giờ tay thẳng luôn. Chú để tay thẳng mặt ra luôn. Sấn tới cái mức này luôn á. Nắm cái chân ảnh đây, nắm cái chân anh Linh Vinh đây. Anh Vinh qua mất hoài à. Anh Vinh qua mất hoài à. Lật ngược. Anh Vinh nãy giờ lớn mất hoài à. Lật anh lục luôn. Anh Vinh nghe lại xíu đi anh Vinh. Hết giờ. Wow, hai người này đấu máu lửa quá. Cặp này Trương Thế Vinh thắng. Ôi vậy là đội em thắng rồi. Chưa chắc. Đâu vậy. Nếu như mà bên đội này mà có một người nhập viện thì làm sao thắng nổi. Vy biết làm gì rồi đó con. Thủy Ngân và Tiểu Vy lên. Trời ơi, này là giống chơi cho chết rồi. Rồi. Hồi nãy chú chỉ làm sao? Hai đứa mình nhẹ nhàng thôi. Đừng đụng vào vai. Đụng vào bàn tay cho nó xỉu. Trời ơi, Vy em sao từ từ Vy. Từ bình tĩnh. Ngân nó xạo, Ngân nó xạo. Ngân nó xạo á. Trời ơi. Quá dữ rồi. Không cần, miễn sao té là được. Té đi. Ủa, cặp này dữ dội quá đó. Anh Lực ơi, em thấy người ta chơi chưa? Sao em nhanh nhạy gấp quá vậy? Từ từ thôi nào. Đâu có, qua gì qua. Ủa, hai cái cô rồi mất nữa rồi. Sao, mệt lắm phải không? Mệt lắm phải không? Hay lắm quá Hậu ơi. Con là niềm tự hào của gia đình. Sao giờ em sao? Trời ơi, con thú bỏ dịch bên nhà chị dữ dội lắm. Trời ơi, trời ơi. Trời, nhìn như hai tiếng nữ đang chơi giỡn trên trời vậy đó. Giữ cái chân ở dưới, giữ cái chân ở dưới. Móc cái giòi vô. Chị Ngân mà dám lắm đó. Ê, chị Ngân sót. Trời ơi, hung nữa kìa, trời ghê thiệt. Rồi, Vy đó rồi, lên lại. Lên rồi kìa, tiếp. Cố lên, cố lên. Mắc cái chân dưới á. Bé Vy nó mệt đó kìa, thở không? Vy à, dù sao thì là em cũng đã toàn thua rồi. Em còn cố gắng làm chi nữa, đừng dám nghe lời ông chú đó. Ông chú đó, ổng gian manh dữ lắm. Em hiểu không? Hiểu không? Đây nè, chị nhẹ nhàng cho. Để chị nhẹ nhàng với em một chút xíu. Chút xíu không? Đẩy đi Vy. Trời ơi. Cố lên Ngân ơi. 6 5. Sao? Hai em cố lên. 3 tới bến luôn. 2 1 hết giờ. Thất ngộ nghìn ba lượt đấu, đội màu cam đều thắng hết. Và game này họ thắng luôn. Game trước họ cũng thắng, game này họ cũng thắng. Tỷ số nghiêng về đội màu cam 2-0. Cứ vui đi, vui.
hai ba cứ cười đi cười chứ sao nữa. Nói chung là nó quá cách biệt về sức lực, nó quá cách biệt về tuổi tác, nó quá cách biệt về cách chơi, nó quá cách biệt về bệnh lý. Có thể là do có ai nói gì đâu mà anh cứ phải viện lý do thua hoài vậy anh. Do tôi xui cho nên hai em mới xui, tại vì bình thường dạ bên kia dạ cũng có lúc thắng đúng không? Đúng ạ. Còn không thắng hoài chứ có lúc gì anh. Lúc đầu tôi cứ tưởng đâu là bé Ngân xui không à, nhưng mà bây giờ tôi qua đây tôi thấy đúng là tôi xui. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khu gọi là khu biệt thự Bảy Nụ để xem tuần này chuyện gì sẽ xảy ra. Bà làm gì bà phan gạch đá nhà tôi hả? Của ông tôi trả lại cho ông đó. Ông xây kiểu gì mà thợ thầy của ông làm rớt gạch qua bên trên sân thượng nhà tôi. Tôi nói chị nghe, tôi có bảo vệ lưới, nhưng mà chị biết xây cái nhà đôi khi nó phải sơ xuất. Lỡ như cái cục gạch ống này nó rớt vô đầu tôi, án mạng xảy ra, ai chịu, ai chịu? Chị nói mắc cười quá, đang xây móng mà gạch nào rớt lên đầu chị. Vậy tại sao có những viên gạch này ở sân thượng nhà tôi? Nhiều khi nó xây cái móng rồi nó để đó rồi nó quên dọn vô. Chứ xây móng nào mà xây ở dưới tuốt dưới này mà nó rớt đậu vậy? Làm sao tôi biết được? Bây giờ của anh tôi trả lại cho anh đó. Ở đây có một mình nhà anh xây à? Xung quanh làm gì có nhà nào xây? Thưa chị, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Chị chỉ cần qua chị nói à anh Bảy ơi, bây giờ nói mấy đứa nhỏ cẩn thận giùm tôi. Trời ơi, tôi nhìn chị một cách ngưỡng mộ. Chứ tôi đâu muốn ngày nào cũng phải cãi nhau với chị. Hả chị Ly già? Ly già gì? Nè nè, ăn nói cho đàng hoàng nha. Nha, nha. Ăn nói cho đàng hoàng nha, ai Ly già? Chị tin tôi xúc chị không? Tôi nhắc, ai da. Tôi nhắc lại cho anh một lần nữa. Tôi là Ly già. Tôi không cần biết chị Ly già hay là Ly chè hay gì hết trơn. Chị vui lòng đổi cái thế đứng lại cho nó hợp lý về đội hình đi. Anh nói gì? Anh nói là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau hả? À? Xin lỗi à, vợ anh không có cửa làm hàng xóm với tôi đâu. Tôi nói chứ. Trời trời, điều đó sẽ thành sự thật trong vài tháng nữa thôi. Cái gì? Anh đừng mạnh miệng quá. Nè anh trai, nói cho anh biết, tôi đã thuê luật sư và thưa cái công trình này của anh bởi vì nó quá phiền. Cái gì? Nó ảnh hưởng tới mọi người xung quanh ở đây. Tôi sẽ kiến nghị những cái nhà gần đây cùng viết đơn để thưa anh luôn. Thưa luật sư? Thưa luật sư, tôi có tiền mà. Chị có biết tôi là có máu tôn ngộ không trong người không? Thì hồi xưa tôi đài náo triều đình không? Nè. Má, gì vậy? Má bệnh không? Đây nè. Trời ơi, xong đó hẹn luật sư qua nhà cho đã. Chui qua đây chi cho mà. Luật sư đâu? Đấy. Chào bác. Xin giới thiệu với mợ, đây là luật sư Lý Thị Luận. Lý Thị Luận, xin chào bác. Cô ấy cãi đâu thắng đó. Hay quá con ơi, con là luật sư đúng không? Cô đang có một cái vụ kiện tụng. Chắc chắn là cháu cô nó cũng đã trao đổi với con rồi. Miễn làm sao con có thể tống cái ông già khó ưa đó đi chỗ khác thì con muốn bao nhiêu cô cũng trả. Đối với cô tiền bạc là phù du. Bắt đầu hành nghề đó. Coi còn chảnh được bao lâu. Làm việc đi con. Xin giới thiệu, đây là luật sư của tôi. Chú là E rứa. Nói gì vậy? Nói gì? Chú là E. À tôi hả? Đúng. Tôi thứ bảy. Tôi chủ nhà này. Chú lồn cái chi ở đây?
Nói gì vậy chú? Chồm nó lờ ông đứng mà nó nói ông bò lồm cồm gì đó. Cái gì vậy ta? Chú lồm cái chi ở đây? À, chú làm gì ở đây? Đúng, chú là chủ ở đây, chú đang xây nhà ở đây. Nhà gì? Nhà ở ở mô ở đây chính chú. Dữ dội chưa, hỏi chúng mồm luôn trả lời. Ở đây ghi là công trường nhà mô. Trời ơi, quá mạnh mẽ luôn. Trời ơi, trời ơi, thấy muốn xứng đáng con mợ. Thì cái công trường sau đó mình xây lên là thành nhà, thì cái đất của mình là nhà mình đây. E cho chú ở đây. Bắt mẹ đó bắt. Trời ơi, cứng mồm liền. Thì nhà sao mình ở sao chứ có gì đâu. Ta nói đây là công trường mà nhà hoài. Ừ, nhà mô. Nhà mô. Nhà mô. Xuống hồng, xuống hồng. Nhà gì mà có mấy cái máy tôn thôi vậy? Đúng. Chú biết chú xe ở đâu chưa? Xe ông đậu đâu? Xe không, chú không biết gì hết, chú chỉ chưa hiểu thôi. Sai. Chú ở đây một mình hay mấy người? Một mình. Ê cho. Ở đây quá con ơi, nó bắt lỗi đúng luôn. Ê cho, chú ở đây một mình. Quá hay chị Luận ơi, quá hay chị Luận ơi. Không nói được. Thì... ai cho ông ở đây một mình? Không, không một mình. Thợ hồ, hai đứa thợ hồ. Ở đâu? Họ hồ đâu? Ai thấy? Ở đâu? Có thấy gì đâu? Đúng rồi. Bữa nay chủ nhật, thợ hồ nghỉ nó về. Ê cho nghỉ. Trời ơi, nghỉ luôn cho nghỉ. Mợ ơi chết rồi, nó đang dựa trên luật lao động đó, chủ nhật không được nghỉ luôn. Lôm nhoa mà được phép nghỉ hả? Ủa là làm nhà là không được phép nghỉ luôn hả mợ? Không được nghỉ. Tè rang à. Dò rồi mà ở đây một mình, lỡ ông chết rồi ông phiền hàng xóm làm sao? Tôi không cho ông ở đây một mình, tôi sẽ đưa ông lên tòa án tối cô. Ông sợ không? Sợ. Vì cái tội già mà ở đây một mình. Đúng rồi đó, vì ông dòa mà ở đây một mình và bà Ly dòa không chấp nhận. Quá mạnh mẽ, đây mới là luật sư giỏi nè. Trước khi tới đây á, cô uống thuốc chưa? Xúc phạm nhân phẩm luật sư tối cao. Ông đừng lên tiếng. Ông xe lắm. Tệ đang gạch đó ở đây mà để cái thùng ở đây. Tệ đang là để cái thùng nước ở đây. Tệ đang để ngồi đường như thế này. Là trời ơi, là sai dựa trên cái luật gì hả con? Kiếp sai lệnh. Chỉ có luật sư mới được lên tiếng. Những người còn lại kiếp sai lệnh. Chú ôm cái bình nước vô nhà. Còn cái đây là cái công trường. Chú dọn đồ, chú đi. Không phải nhà ở. Về nhà ông ở đi. Chú đi về đi. Bây giờ tôi đưa hai người lên tòa án tối cô luôn. Tòa án tối cô nằm đâu? Chỉ có con biết, con là luật sư. Mọi người ở đây đâu có đi lên tòa án rồi, đâu có đi đâu mà biết. Già cả rồi. Vậy có gì con hướng dẫn cô lên đó, cô kiện ông này. Được, con có vi bằng rồi. Chú đợi đi. Vậy để con đi lấy vi bằng với là chị luật sư này nha. Ok, đi chị. Trời. Còn cãi gì nữa không? Ký đi. Bà già. Về, nè, Lisa. Thì bà Lisa, tôi kêu bằng bà. Phải nói rõ ràng. Bà già. Lisa. Bà Lisa. Không có con đó. Ký đi. Bà nghĩ sao có cô luật sư nào mà điên khùng mà nó vô nói gì tôi không hiểu. Người ta là dân có trình độ, người ta ăn nói vậy đó. Làm sao cái trình độ của ông mà hiểu được người ta nói cái gì? Cái gì? Này cái gì? Ký biên bản. Biên bản gì? Sau khi mà lập biên bản gửi lên phường là bắt đầu đưa lên tòa án tố cô. Muốn ký đúng không? Đúng. Tự ký đi. Nè. Trời. Hoàng cô. Ông sẽ phải hối hận với luật sư của tôi. Từ lúc ông tới đây khu phố này không còn an ninh nữa, không còn văn hóa nữa. Thứ già ở đây. Cô ơi, cho con hỏi đây phải nhà của ông Bảy không? Dạ con là con của ông Bảy á. À, vô phước quá. Sao vậy cô, có chuyện gì hả cô? Thấy tội, nhìn cũng xinh đẹp. Cũng cao ráo mà sao có ông già. Vô phước quá. Ba con hả? Cô nói ba con hả? Đúng rồi. Ổng là một cái người không biết điều. Ổng là một cái con người ngoan cố. Ổng là một con người sống không bao giờ vì lợi ích cộng đồng.
ổng tới đây ổng phiền hàng xóm láng giềng phải không? Từ lúc ổng về đây là nhà của tôi là ai cũng bị khó thở hết. Sao vậy cô? Ổng xây cái chỗ này lên, nó che đi cái bầu không khí vô nhà tôi. Tôi nói là bây giờ đừng xây nữa, cứ bán miếng đất này cho tôi đi, đi chỗ khác xây. Tại sao phải tới đây phiền hà hàng xóm? Ổng vẫn không chịu đi thì tôi quyết định là tôi lập biên bản để tôi gửi lên địa phương phải không? Rồi sau đó là lập vi bằng gửi lên tòa án tối cao để kiện. Cô, con thật ra thì con cũng không biết là vấn đề giữa cô với ba con như thế nào, nhưng mà có gì thì cô bình tĩnh, từ không từ bình mà tĩnh mình giải được quyết. Từ bữa tới giờ là đã nói chuyện rất đàng hoàng nhưng mà ba của cô không nghe. Rồi khi mà xây dựng, trong quá trình xây dựng thì không đảm bảo được gọi là an toàn, làm ảnh hưởng tới người ta bằng cách là rớt vật liệu vô nhà tôi đó. Cho nên bây giờ nếu mà cô là con của ổng thì bây giờ đại diện ký đi. Cô ơi, thôi bây giờ thay vì vậy thì con nghĩ là thay cho con bồi thường được không cô? Bồi thường? Dạ. Bao nhiêu là đủ? Làm sao có thể bồi thường được? Có tiền bao nhiêu mà đòi bồi thường cho nhà? Bồi thường cái gì? Ủa ba? Ba, thấy chưa, con nói ba hoài à. Tự nhiên ba qua đây ba xây nhà làm chi cho người ta la sùm vậy? Ba. Ký đi. Nè, đổi ý nói rồi, chị nghe nè. Sao? Cái gì cũng từ từ, từ tốn giải quyết nha. Chị đừng có làm quá lên nha. Tôi không có làm quá mà chưa, tôi rất đàng hoàng với anh mà tại vì anh không hợp tác. Ủa chị làm gì mà chị bắt tôi ký biên bản? Chị nói tôi nghe đi. Bây giờ không giải quyết được thì phải nhờ pháp luật người ta giải quyết chứ. Thôi cô ơi, từ từ đi, con nghĩ là mình... Anh xây nhà mà ở đây tôi hàng xóm tôi không đồng ý mà anh cứ cố chấp là sao? Tôi xây sáng 8 giờ, tôi xây chiều 4 giờ rưỡi thợ nghỉ rồi. Trưa là nghỉ từ 11 giờ tới 1 giờ. Tôi sai chỗ nào? Sai ở chỗ là cái giấc ngủ trưa của tôi bắt đầu từ 1 giờ tới 4 giờ chiều. Anh thấy phiền không? Tại sao cái lúc tôi thức anh không làm, anh đợi cái lúc tôi ngủ anh làm? Anh cứ cố tình kiếm chuyện mà. Tôi không nằm dưới giường nhà chị để tôi canh chị thức hay ngủ, hay là tôi nằm trong phòng tắm tôi canh chị thay đồ để tôi biết chị... Bình tĩnh ha, bình tĩnh. Anh nói ngang ngược vậy mà làm sao chịu nổi? Thôi cô bình tĩnh, muốn vô cô nhà bình tôi tĩnh. Coi tôi thay đồ. Xin lỗi chị, một tấm vàng để đó tôi cũng thèm dòm chị. Tôi thấy em thương tôi. Trời ơi, con xin cô mà, con xin ba mỗi người nhìn một lời được không? Ổi miếng kia mà tưởng là bom lê táo lưỡi. Trời ơi, xin lỗi à. Cỡ anh nè, đĩa mà đồ đeo chân hạt hả? Chân này mà hạt à, cái này là chân quỷ. Trời ơi, thiệt, anh nói đàng hoàng đó chứ. Thôi ba. Con không biết gì, con đừng nói tiếng. Nhưng mà bây giờ ba thấy không, bây giờ lập biên bản như vậy lỡ có chuyện gì rồi sao? Tự nhiên con đi công tác về, ba dọn ra đây ba xây nhà. Trong cái nhà ở bên kia to bự như ba vậy không rồi. Ở ba không thích ở, không thích làm phiền ai hết á. Chuyện này để ba giải quyết, con đừng có dính vô. Ba sao? Ký đi. Bây giờ tôi nói chị đi về đi. Ký đi. Tôi sẽ nói thợ nó kỹ càng lại. Mất mấy gì ký? Anh không ký tôi không về. Ký đi biên cô... bản. Mà không, cô đại diện cô ký, cô là thôi thôi thôi. Bây giờ để con nha, con đọc lại kỹ càng xong rồi con ký cho cô. Không ký gì hết trơn á. Thì bây giờ con để cho con giải quyết, ba không giải quyết được thì để con giải quyết với cô. Để tao giải quyết. Anh rất là cố chấp, bây giờ cô cứ đọc đi, thấy không? Rồi cô ký, cô gửi lại cho. Rồi, có gì con giải quyết xong không con ký, sẽ báo với tôi cô không ký nha. Thì sao? Sống sao mà con không thèm gặp. Bây giờ nếu như không ký cũng được. Tôi không sai pháp luật. Ủa không sai hả? Ra ngoài tòa án biết ai đúng ai sai liền. Tôi đã nhờ luật sư lập vi bằng kiện lên tòa án tối cao rồi. Chị kiện đi tôi hào. Trời ơi chú mạnh miệng quá. Luật sư về rồi nè mợ. Tôi họp ở tòa án tối cô sang rồi đó. Bây giờ buộc chú là phải gỡ cái công trường này ra, chứ không là chú bị vô tù. Chú có ký hay không? Mày có thấy luật sư nói chuyện gì không? Ủa? Ủa? Ủa trời gì? Trời ơi, trời ơi đi đâu đây? Phải không vậy? Trời ơi lâu quá mới gặp, đi đâu đây? Tôi đi qua đây thăm người thân. Ủa mà đi đâu đây? Sao lâu mới gặp vậy? 3-4 năm rồi đó. Tôi làm luật sư nha, nay có mối rất là ngon. Luật sư hả? Ủa? Chút đi ăn lớn không? Tôi khao. Bà qua đây đi, bà nhìn tôi giải quyết nè. Qua đây đi. Thôi 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 chị Luận ơi, giờ giải quyết lẹ đi rồi đi. Người quen hả? Bây giờ mà chú không gỡ cái công trường này ra là chú bị đi tù. Đúng, bây giờ giải quyết đi cho xong đi, mệt quá lằng nhằng chú hoài. Đừng có lì nữa, ký biên bản đi chú. Đúng. Ủa, đây là luật sư của tôi. Luật sư của tôi đã nói rồi. Ủa, khoan, nhanh lên, chú già rồi mà chú như con nít gì đó. Trời, lì nó hoài không biết nghe. Ủa, làm gì mà ba tôi phải đi tù? Ba Duyên hả? Ừ, ba tôi á. Sao vậy Luận, chuyện gì vậy? Nè, mình không có thể nào vì cái tình riêng mà ảnh hưởng. Ủa, đúng rồi. Cô đã mướn con đến đây để làm gì? Để giải quyết cái chuyện này cho cô. Tiền bạc không thành vấn đề, giải quyết ổng đi. Để con mà. Tôi với bà nói rõ ràng rồi mà. Giải quyết xong đi mới làm được chứ. Ủa là sao?
Ở đây là luật sư của hai cô ạ. Chứ gì nữa. Mướn để kiện ba con. Trời ơi, Lý Thị Luận, đây là luật sư nổi tiếng nhất bây giờ. Cô có biết không? 4 năm đại học luật. 4 năm đại học luật ạ. Đúng. Hiện tại ngành nghề chính là bán nước mía ạ. Bán nước mía. Nhà người ta kinh doanh thêm liên quan gì? Đây là bạn của con. Học chung cấp 2 với con. Rồi nghỉ sao? Học từ năm lớp 11, phụ mẹ bán nước mía ở nhà. Khoan xí. Để làm việc với nội bộ cái. Không cần làm việc, tê thiếu đại hánh xuất hiện. Gì vậy? Gì vậy? Thì ra bè lũ lừa đảo ha. Từ đầu ta nghi rồi. Cô luật sư Lý Thị Luận, bước lại phía trước đi. Cô tưởng là hồi nãy cô bước vô là cô chỉ công trình rồi cô đặt máy tôn ba 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 mà tôi không biết cô là chạo hả? Hả? À? Dạ, cuộc sống con nó cũng khó khăn quá chú. Trời ơi, bắt đầu nhỏ nhẹ cuộc sống nó khó khăn quá chú. Bán nước mía không được nhiêu tiền. Bán nước mía không được nhiêu tiền. Chỉ cho 5 triệu lộn lộn luôn. Cho 5 triệu lộn luôn. Có tiền là tôi sắp bật ta là không còn ra ăn chố. Ba, bạn con mà bình tĩnh đi, chắc cũng có lý do gì đó. Nghe cái tiếng có mà có nhiều lý do. Nghe cái giỏ tí mà tôi biết không phải ở quê mà trời đời. Mơ làm chay tà đáng. Ủa tôi già ở mình kệ tôi chứ. Con xe rồi con cũng mở. Con xin lỗi chú. Đừng có thấy tôi hiền nữa mà người ăn hiếp. Cái chuyện này mà tôi báo lên phường thì sao? Tôi cũng là người bị gạt, tôi có biết gì đâu. Bởi con cũng là người bị gạt, con có biết gì đâu. Chú chọt con vô cái lỗ mũi mày bây giờ. Mày có tin tao đẻ khác là mày khỏi cần nâng mũi không? Không, mấy ông chọt giùm nó hai lỗ được không? Mở mở gì? Rồi bây giờ trả nó 35 triệu đây. Nhỏ kia 5 triệu, nhỏ này 30. Nhanh lên, làm gì? Trả 30 triệu nè. Điếc hả? Đưa tao ba cái bông mày làm gì? Giờ đào ra tiền. Tự nhiên giờ đòi tiền đâu mà trả. Thôi nó nghe nè, cái gì cái xin lỗi ba tuân tiếng đi, nói gì thôi chứ cha tôi không có khó tính đâu. Ba nói giọng tiếng chú. Đi. Cảm ơn. Đẹp người mà không đẹp nát. Thôi ba, bạn con nó cũng hiền lắm chắc. Thôi đi về đi. Từ nay sao mà còn thấy lừa đảo ở đâu đừng trách tôi nghe. Dạ. Đứng lại. Chào cho nó đàng hoàng. 90 độ chào nghiêng người. Chào chú. Đứng lại. Còn 5 triệu của tôi đâu? Ôi, 5 triệu ơi, ơi, nhỏ kìa. Để lát con Duyên nó qua nói chuyện với mẹ nó. Rồi đem tiền về trả lại cho. Chứ con kia nó chắc là chứ con kia nó không đưa các bạn nào đâu. Không đưa mà yên với tôi à. Từ đầu là tôi đã biết là chuyện tào lao. Tôi để coi mấy người diễn kịch được tới bao giờ. Đừng có kiểu mà trong túi không bao nhiêu đồng. Khoác lên mình cáo đẹp là tưởng mình là đại gia. Cái gì, cái gì? Sao anh biết được trong túi tôi bao nhiêu đồng mà anh nói chuyện kiểu đó? Bên phải quay đi. Bước. Bước đi đâu? Về nhà ngủ. Mắc gì tôi phải về nhà ngủ? Giờ này không phải giờ ngủ của tôi. Tôi ngủ từ 1 giờ tới 4 giờ chiều. Tôi biết rồi, ngày mai tôi làm y chang giờ đó. Đi về đi. Ủa là sao? Ê! Là tôi đi về đúng không? Bà chờ gì nữa? Con nói với ba hoài à. Già cả lớn tuổi thôi, ở nhà đi. Con đi làm về con chăm sóc ba. Tự nhiên qua đây xây nhà chi cho khói bụi hít vô rồi bệnh tật nữa rồi sao? Tao già rồi. Tới nỗi tao dành dụm cả đời tao xây một căn nhà theo ý của tao cũng không được phép hả? Ý cái gì ba thấy không? Ở nhà ba thích cái gì con cũng xây cho ba, con mua cho ba. Ba không muốn làm phiền con gái. Khi nào tao bệnh tao nằm một chỗ không nổi thì tao sẽ gọi. Con chăm sóc ba mà ba nói con làm phiền. Cái đó giống như ở tù chứ phải là chăm sóc. Bao nhiêu lần mày chăm sóc cho tao? Một tháng đưa 10 triệu, 20 triệu. Nó không bằng một lời hỏi thăm. Thì con biết là con không có chăm sóc ba được. Nên con phải cố gắng con đi làm. Con làm hết tất cả những cái việc mà một đứa con có thể làm cho ba. Chính vì vậy ba không muốn con phải lo gì hết. Cứ để ba sống một mình cũng như không có con cái cũng được. Sao ba nói như vậy được, ba có con mà. Con gắn camera khắp nhà để chủ yếu cho ba. Có chuyện thì đó gì phải... Đi một bước là camera bên đây nó nhìn. Đi qua hai bước là camera bên đây nó nhìn. Nó khác gì ở tù đâu. Chứ con hỏi ba giờ ba lớn tuổi rồi. Lỡ ba có chuyện gì trong nhà con không phát hiện được rồi sao? Đâu có bỏ bê cho ba chính đâu. Chính vì vậy thì để ba sống một mình, con sống bên kia cho nó thoải mái chứ. Sao mà thoải mái được? Sao ba lúc nào cũng chỉ nghĩ là có một mình ba đúng không à? Ba không hiểu cho nỗi khổ của con. Rồi ba đi như vậy rồi con thì sao? Con không có lo đến nỗi ba biết không? Con đi công tác bên đó, con biết là con đi lâu. Nhưng mà công việc vẫn còn nhiều như vậy, con cố gắng con về. Con sợ ba buồn. Con bỏ việc con ba về với ba thì biết tin ba xây một cái nhà khác. Ủa ba xây nhà có gì sai hay là ba phải báo cáo với con hả? Không phải là báo cáo nhưng mà
con là người nhà của ba thì ba có thể chia sẻ với con mà. Con có bao giờ bỏ việc làm hay là bỏ một ngày ngồi chia sẻ với ba chưa? Chưa bao giờ. Vậy có bao giờ ba hỏi con á, con đi làm có mệt không? Lúc nào con về ba cũng la con hết á. Thì lo cho ba thôi mà. Ba không cần con có tiền lo cho ba. Vậy thì từ bây giờ ba ở một mình ba đi. Con không hỏi thăm ba nữa. Làm cái gì ba cũng không hài lòng hết á. Đây là phần cuối của 7 nụ cười sao. Như vậy rõ ràng chúng ta đã trải qua nhiều trận cười nghiêng ngả, nhưng cũng không quên nhớ màu xanh là màu thất bại của buổi tối ngày hôm nay. Thực ra là tụi mình được thưởng đó, tụi mình được ăn tiệc. Tôi gửi lời xin lỗi tới những người đồng đội đã chơi cùng tôi. Nếu mình xin lỗi bằng cách hành động thì nó tốt hơn. Em nghĩ người mà anh cần phải gửi lời xin lỗi là Thúy Ngân và Lan Ngọc. Đúng rồi ạ, tại sao chơi với tụi em thì anh không xin lỗi tụi em ạ? Thì đó, tôi xin lỗi luôn hai em. Không sao đâu. Em hưởng nhiều nhất luôn. Thật đó. Vì mỗi lần anh thua anh đều chì chiết hai em đó. Bây giờ anh biết lý do thua là gì rồi. Không phải do màu áo, không phải do hai đứa em, mà là rất hạnh diện. Bây giờ cái gì đến cũng phải đến. Vâng. Mời màu xanh đeo mặt nạ vào ạ. Mỗi bạn sẽ được mỗi người gấp cho một món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe, tổn hại tới tinh thần. Thúy Ngân, chị rất là yêu em. Vâng ạ. Em nghe nói là chị mới ông sẽ hỗ trợ em. Không sao. Cô đơn nói đau. Ờ có rồi hả? Làm đi dạ. Chọn mâm thức ăn số mấy? Ủa ai chọn cho em? Em chọn luôn. Em được quyền chọn. Đúng vậy. Em nghĩ là số 1 ạ. Số 1. Trời ơi, anh dàn tới tim con bé đập. Đập lay quá em luôn. Con bé sao rụt dữ vậy? Anh mà em làm gì á? Đang hỏi em hả? Ừ. Em chỉ hồi hộp để em sợ. Trời ghê quá. Mở miệng. Hả miệng ạ. À. Cho ăn ngay cái đầu đi nó phục nó. Không được nhả nha. Quá ok. Em rất số mấy? Sức khỏe. Em số mấy? Anh lần trước được không ạ? Con bé nó xin tiếng lần trước được không ạ? Trời ơi trời. Tôi mới nói biên tập mời nó vô phần 2 mà bây giờ nó đẩy tôi lên chứ. Số mấy? Dạ xỉu rồi nè. Dạ ăn số 1 dạ xỉu. Dạ ơi. Dạ. Dạ xỉu rồi. Xỉu rồi anh Luật ơi. Vậy thôi cho tôi đi chung với dạ đi. Để còn lo cho dạ. Cho tôi số 2. Số 2. Bớt diễn lại, bớt diễn mà kiểu la la đồ lại. Dạ em vui lắm. Trời đổi nhạc luôn hả ghê vậy. Cái show không ạ? Cái show không ạ? Đề nghị cho cái show, tại nghe nhạc này là mắc ói rồi. Hả miệng. Con gì anh? Cầu cao. Yêu. Nhất nhớt nữa kìa. Đừng 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 còn bé Vi nữa. Còn bé Vi nó đừng làm áp lực cho bé. Này là rất tốt cho sức khỏe luôn. Nhưng mà có nhiều cái lợi khuẩn. Đừng làm rất nhiều lợi khuẩn. Rất nhiều lợi khuẩn tốt cho sức khỏe. Mình thôi bớt nhớt bây giờ. Nó tốt cho sức khỏe, nó tổn hại về tinh thần thôi. Nhưng mà nó nhớt quá. Trời ơi nói chuyện mà. Đâu gì đâu. Thôi thôi anh đừng có nói vậy bé sợ.
Có mùi ghê quá. Và Tiểu Vy, số 3. Qua đây. Em Vy ơi. Đi. Chưa. Nhưng mà vẫn há miệng nha. Mời hả miệng. Chết rồi, cứu em với. Bây giờ hả thôi, hả thôi lại qua liền. Hả, thở sâu vô. Hả, thở sâu vô. Hả, cứu lại có ăn thì mình cứu lại, mình cứu lại. Trời ơi. Trời ơi, cứu em. Mình mới mở ra hả? Đúng rồi. Nó mềm mềm, nó hơi mềm mềm nha. Em đừng có cắn. Ủa che miệng sao đúng? Em đừng có cắn cái đầu. Trời, cắn cái gì? Mình cúi lại, hơi khó ăn. Đó, nếu như mà em nuốt luôn á thì coi chừng cái chân nó máng vô trong cổ họng. Côn trùng á. Hạ miệng ra nào. Trời ơi, chú bình tĩnh. Có con bình tĩnh thôi chứ chú bình tĩnh lắm. Em có hay ăn mấy con bên Thái Lan không? Không chị ơi. Đó, thì nó cũng cỡ vậy đó. Vy ơi, con nhớ mở con mình mũi rồi con xỉu. Mấy con sâu rồi này đó. Ồ, là ok. Hạ miệng ra nào. Chú ơi, chú đưa cái gì vô nhìn xíu thôi nha, chứ đừng đưa đầu chú. Đừng có đưa cái đầu chú. Đưa cái bụng đó anh, bụng dễ ăn. Không có đưa cái đầu đưa chú. Đưa mấy cái chân vô đi. Không có đưa cái đầu chú. Chú cắt cái đầu đi. Cái cánh của nó đó. Liếm được gì rồi? Chưa. Liếm được gì rồi? Chưa kịp vô. Chú cho con bỏ vô miệng nó không ngừng nhai nha. Nghe chú. Ok, thả miệng ra. Lưỡi nó liếm. Mà chừng cái lưỡi nó liếm ra. Đó. Trời ơi. Con thấy không? Con thấy sự diễn xuất của mấy cô mấy chú chưa? Không diễn xuất không bằng bé luôn á trời. Thu biệt cao quý ca. Ủa nãy giờ mọi người có đeo không ạ? Có chứ, nhưng mà lúc mà ăn xong rồi tuy là chung một đội nhưng mà chú Lực với lại dì Dạ là vẫn diễn như bình thường. Cái con đó làm sao sợ bằng cái này mới sợ nè. Địa long á con. Ủa này thúi lắm bố. Không, nhìn ghê lắm. Nhưng mà hành tây mà sao con làm ghê hả? Mọi người kêu cái đầu cũng sợ, cũng không ăn được cái con gì ghê lắm. Hôm nay là quá vui luôn á, thật sự là quá vui, là cháu nó là ít tham gia chương trình mà hôm nay là tham gia chương trình, thấy sao? Nhiệt tình ghê luôn. Wow! Cái gì vậy chú? Cái mặt nạ dễ thương ha. Mời nữa chơi không con? Tham gia thấy sao? Con thấy rất là vui. Thoải mái đúng không? Dạ. Không gò bó chơi vui vẻ về đúng không? Dạ. Mong là chương trình mời con tiếp lần hai ạ. Tại bé Vy có nói là ông thích chương trình quá, nhưng mà đừng bao giờ chơi những trò có trí tuệ. Giờ nãy giờ mình chơi vui không mà. Dạ. Giờ cần đố được không? Sợ mọi người đợi ạ. Một câu thôi. Một câu thôi. Làm sao để kiến cổng bò qua sông? Làm sao để kiến cổng bò qua sông? Tại sao không hỏi nó mà hỏi con? Tại sao không hỏi nó mà hỏi con? Đúng, người ta trả lời đúng mà. Nên hỏi con nào cổng thì hỏi con đó chứ. Quá thông minh luôn. Quá mệt.
chiếc cơm rồi. Mà vui không quý vị? Vui không? Vui. Cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương chương trình. Đây là chương trình Bảy Nụ Cười Xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay cháu đã trưởng thành. À, chơi vui vẻ thoải mái, tối về ngủ ngon. Lời cuối cùng con gửi tặng quý vị khán giả là gì? Con hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ luôn theo dõi chương trình Bảy Nụ Cười Xuân cũng như là ủng hộ các anh chị em nghệ sĩ có mặt ở chương trình này và sẽ luôn ủng hộ con. Yeah. Vy ơi, nếu như lần hai con được mời thì con sẽ về đội của ai? Con sẽ về đội của chú Luật. Wow. Và chị Dạ. Wow. Thấy chưa, thất bại đâu phải là tất cả đâu. Thất bại là mẹ của thành công. Có. Rất là vui ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin chào và hẹn gặp lại. Một người trên một người. 3, 2, 1. Cánh lại. Bơi lội 3, 2, 1. Lên, phải bơi gì vậy? Không nghe nó. Ngọc là dạng như là bơi bơi bướm á, dạng như là đã. Bơi gì vậy? Cái này quyến rũ anh, chỉ như KDB á. Bơi mà, chứ phải nhảy đâu. Ủa khiêu gợi, em nghe khiêu gợi. Bơi lội mà nghe khiêu gợi. Rồi. Em nghe khiêu gợi. Tắm nắng, 3, 2, 1. Hả? Xin hỏi Tiến Luật đã từng đi Vũng Tàu, Nha Trang gì chưa ạ? Có. Có ai tắm nắng mình đứng nhìn mặt trời như vậy không ạ? Không, đang tắm thấy con bé nhảy dù đẹp quá.